liên quan đến vụ việc một nam thanh niên ném bịch ni lông chứa xăng vào chiến sĩ công an nghĩa vụ trước cổng trụ sở công an thành phố thủ dầu một bình dương rồi tự tới xăng lên người và châm lửa đốt gây xôn xao dư luận mới đây công an tỉnh bình dương đã tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc Trưa ngày 4 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về vụ việc nam thanh niên tự châm lửa đốt. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc nam thanh niên tự tưới xăng lên người và châm lửa đốt trước cổng Công an thành phố Thủ Dầu Một. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 4 tháng 9, cán bộ trực chốt tại Cổng Bảo vệ Công an thành phố Thủ Dầu 1 phát hiện một nam thanh niên đi bộ một mình đến trước khu vực Cổng Công an thành phố Thủ Dầu 1. Người này sau đó lấy một túi ni lông có chứa xăng và ném vào chốt gác bảo vệ cổng của Công an thành phố Thủ Dầu 1. Lực lượng bảo vệ tại chốt gác tiến hành khống chế thì đối tượng tiếp tục lấy trong ba lô một túi ni lông có chứa xăng và tự tưới lên người rồi châm lửa đốt lúc này lực lượng công an nhanh chóng dập lửa kịp thời đưa đối tượng đi cấp cứu hiện giám đốc công an bình dương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ